Xin chào anh em, mình là Kiên, chuyên review đồng hồ chính hãng, rất vui khi được gặp lại anh em. Mình là chủ kênh YouTube Kiên Luxury và bên mình chuyên review, phân phối những sản phẩm đồng hồ chính hãng đến từ Thụy Sĩ như là Haplot, Solex, Omega, Patek Philippe. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc đồng hồ Omega mình vừa mới về và em này của mình sẽ với tình trạng lướt full set đầy đủ full hộp sổ thẻ phụ kiện bảo hành đi kèm theo. Ở trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết chiếc đồng hồ Omega. Đồng thời mình sẽ chia tay ở phần cuối video để anh em thể nắm được tất cả mọi thứ về chiếc đồng hồ này anh em nhé sơ qua một chút về phần sổ thẻ phụ kiện đồng hồ thì đây mình sẽ có được phần hộp giấy phía bên ngoài, phần hộp gỗ phía bên trong, sổ, bao da cùng với cả thẻ, thẻ pictogram và thẻ bảo hành toàn cầu đi kèm theo. Nói chung đầy đủ cả, không thiếu gì. Với Omega thì anh em sẽ có được bảo hành toàn cầu 5 năm và bên mình thì cũng sẽ bảo hành shop cho anh em song song với thời gian bảo hành toàn cầu tính từ thời điểm anh em lấy chiếc đồng hồ này tại shop bên mình. Chiếc đồng hồ ngày hôm nay mình giới thiệu đến anh em là một trong những phiên bản rất là đặc biệt đến từ thương hiệu Omega. Một chiếc Omega Seamaster Aquaterra size 41.5mm với chất liệu thân vỏ được làm bằng vàng đỏ nguyên khối 18K. Nghĩa là tất cả những gì anh em thấy đây, từ phần thân này, phần dây này, phần khóa, ngay đến như phần rotor cũng như cầu cân bằng phía đằng sau chiếc đồng hồ cũng sẽ được làm bằng vàng đỏ và nguyên khối. Ở đây thì mình còn có thêm cả 3 kim giờ phút giây cùng với cả những cọc số chia dùng để chỉ giờ thì nó cũng sẽ được làm bằng vàng đỏ luôn. Những phần kim cọc này thì sẽ được đính thêm cả dạng quang giúp cho anh em có thể nhìn giờ kể cả trong điều kiện thiếu ánh sáng. Ở trên góc 12 giờ thì mình sẽ có được phần logo cũng như là dòng chữ Omega cũng sẽ được làm bằng vàng. Ở dưới thì sẽ là dòng chữ C Master. Còn ở phần dưới góc 6 giờ thì mình sẽ có đó chính là dòng chữ Master Coiso. Coiso thể hiện công nghệ bộ thoát đồng trục Omega, công nghệ giúp cho đồng hồ chạy chuẩn, chính xác kể cả khi miếu con. Còn Master thì sẽ thể hiện khả năng kháng từ gần như là tuyệt đối trong mọi môi trường. Tiếp theo nữa thì mình sẽ còn có thêm khả năng chạy chuẩn chính xác sai số cực kỳ là thấp của chiếc đồng hồ này với chuẩn chính xác chronometer và khả năng chống chịu nước rất là tốt. Với chiếc đồng hồ này thì anh em có thể tắm, có thể bơi được. Tất nhiên là không tắm không bơi trong điều kiện nước nóng cũng như là sông hơi. Thông thường thì với một chiếc đồng hồ dress watch thì anh em sẽ không thể nào tắm, không thể nào bơi được đâu anh em nhé. Anh em chỉ có thể đi mưa, rửa tay nhẹ được mà thôi. Tuy nhiên, đây là một trong những dòng máy mà anh em có thể đeo đẹp, đeo sang, đeo trong những dịp rất là quan trọng, đồng thời anh em đeo hàng ngày cũng cực kỳ là tiện lợi. Mặt đồng hồ thì sẽ có được những đường phân tích đánh sọc từ trên xuống dưới, kết hợp với đó sẽ là những đường nét trải tia với phần trụ kim là trung tâm. Ở vòng Atari mà cùng thì mình sẽ có được các cọc vạch cùng với cả những chữ số học trò chia dùng vào để chỉ phút. Thiết kế thì sẽ là ba kim một lịch với phần ô lịch được là góc 3 giờ. Chiếc đồng hồ này của mình thì sẽ có được phần chỉnh lịch hơi đặc biệt một chút. Đầu tiên anh em phải vặn cho mình cái núm này ra. Đây là một thiết kế núm cổ chai với khả năng chống chịu nước rất là tốt. Anh em kéo nhẹ một nước ra thì nó sẽ là chỉnh lịch ngày kéo hai nấc thì sẽ là chỉnh lịch giờ phút giây và sau khi anh em chỉnh xong tất cả mọi thứ thì anh em ấn cho mình kịch cái nút này vào sau đó anh em ấn nhẹ và vặn xoáy theo chiều ngược lại như vậy sẽ là ok với núm cổ chai thì nó sẽ đảm bảo được khả năng chịu nước rất là ổn áp dành cho thiết kế đồng hồ này về phần thân vỏ thì hãng sẽ sử dụng sự phối kết hợp giữa đánh bóng và đánh phay xước và em này của mình với thiết kế size 41.5 mm thì tuy phần thân vỏ tương đối là dày tuy nhiên là phần sai nó sẽ to hơn so với cả thông thường nên anh em sẽ không có cảm giác là đeo chiếc hồ này bị quá dày ở trên cổ tay mà đeo rất là thon gọn về phần thân vỏ cũng như phần dây thì hãng sẽ sử dụng thiết kế đánh bóng và đánh phay xước kết hợp với đó sẽ là những góc cạnh rất là khỏe khoắn ở trên đài hồ, ở trên thân vỏ của chiếc hồ này ở đằng sau này thì mình sẽ có được một thiết kế đáy hở em này của mình sẽ sử dụng bộ máy Omega Coiso 8501 thì với bộ máy này anh em sẽ có được 39 chân kính, 25.200 tần số dao động cùng với cả 60 giờ chữ cót. Bộ máy đời cao đến từ thương hiệu Omega với phần rotor to cũng như cầu cân bằng thì sẽ được làm bằng vàng đúc 18K. Bộ máy này thì cũng chỉ dành riêng cho những thiết kế vàng đúc đến từ thương hiệu Omega mà thôi. Ở đây thì mình còn có thêm một số những chuyện chứng nhận vàng đúc nữa anh em nhé. Từ 750 này, cân tiểu ly, đầu chói Vecna, bên này thì sẽ là series của chiếc đồng hồ tiếp theo nữa thì mình sẽ còn có thêm một bộ dây rất là khỏe khoắn với ba mắt chỉ dây mắt chỉ giữa được đánh bóng còn hai mắt chỉ bên cạnh thì sẽ được đánh phay xước anh em sẽ thấy được tình trạng của chiếc đồng hồ này thì rất là đẹp rồi cuối cùng thì sẽ là một bộ khóa được làm bằng vàng đúc Thông thường những phiên bản như thế này thì nó sẽ có được hai size chính là size 38.5mm và chiếc đồng hồ mình đang review là size 41.5mm. Size 41.5mm thì nó sẽ dành cho anh em có chu vi có tay vừa và cổ tay to. Anh em có tay nhỏ thì anh em sẽ không đeo được. Ví dụ như tay mình ở đây 15.7cm thì trên tay tương đối là hợp lý này. Còn anh em là tay mà dưới 15 thì anh em chắc chắn sẽ không đeo được. Em này, nếu như anh em vào hãng anh em lấy new, anh em sẽ phải bỏ ra với mức giá tương đối là cao lên đến hơn 800 triệu còn hiện tại thì mình đang có sẵn một em lướt full set đầy đủ full hộp sổ thẻ phụ kiện bảo hành đi kèm theo mình đang giao lưu chỉ loanh quanh 395 triệu mà thôi thế anh em nào mà quan tâm về chiếc đồng hồ này anh em có thể nhắn tin gọi điện trò chuyện với mình qua số điện thoại hotline 097 3873 mình có nhận giao lưu đổi cáp tất cả những dòng máy đồng hồ luxury chính hãng và anh em có thể kết bạn với mình qua Zalo qua Facebook để cập nhật thêm những mẫu đồng hồ mới hoặc cần tư vấn bất cứ điều gì thì anh em cứ thoải mái nhắn tin gọi điện trao đổi với mình cảm ơn theo dõi và xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo xin chào quý anh chị em